Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, trang 80, sách giáo khoa sinh học 12 với đề bài như sau. Nếu bạn có một con chó mang kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn? Lời giải chi tiết như sau. Để tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó ban đầu, bạn có thể sử dụng phương pháp nhân bản vô tính và cấy truyền phôi, bao gồm 4 bước như sau. Bước 1. Lấy nhân tế bào sinh dưỡng của con chó đó, đưa vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân để được tế bào chuyển nhân. Thứ 2. Chúng ta nuôi cấy tế bào chuyển nhân trong ống nghiệm để tạo thành phôi. Bước 3. Phân cắt phôi thành nhiều phôi khác nhau. Và bước 4. Đưa các phôi vào tử cung của các con chó cái khác nhau để chúng mang thai và sinh nở bình thường, tạo ra những con chó con có kiểu gen giống nhau và giống với con chó ban đầu. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 80, sách giáo khoa sinh học 12.